Tập 1. Thiên thần xuất hiện. Không biết thành viên tiếp theo sẽ tham gia vào chuyến phiêu lưu này là ai đây nhỉ? Một gia đình có sở thích nuôi rùa. Hình như đây là một bé trai thì phải. Ôi, có cả chứng chỉ bơi lội nữa này. Cậu bé này chắc chắn sẽ tràn đầy năng lượng lắm đây. Và gia đình tiếp theo sẽ tham gia vào thử thách của chương trình chính là... Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Chúng mình là gia đình Đậu và mình xin tự giới thiệu. Mình là Trần Ba Duy, mình là bố Duy đây. Còn đây là vợ mình, mẹ Mắm. Và đây là bé Đậu, con trai yêu quý của chúng mình. Là một gia đình vlogger nổi tiếng hiện nay, Ba Duy và Nam Thương còn là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và được nhiều người yêu mến. Cặp đôi kết hôn vào năm 2015. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2016, Đậu Đậu đã chào đời trong niềm hạnh phúc của bố mẹ. Đậu có làn da trắng như trứng gà bóc cùng với đôi mắt một mí đầy tinh nghịch. Đích thực đây là hạt đậu đáng yêu nhất trên đời. Ngay từ bé thì Đậu đã sở hữu cho mình một lượng fandom hùng hậu. Cậu bé này còn được yêu thích bởi loạt ảnh meme 1001 biểu cảm mặn mà. Những tính cách chung nhất của Đậu là đấy là rất là năng động này, và rất là nhiều cái năng lượng mà nghịch ngợm này, cũng như là hiếu động và vui chơi trong những cái hoạt động mà liên quan đến vui chơi, ca hát các thứ là Đậu sẽ rất là gọi là đứng ra, máu văn nghệ đấy, và rất là vô tư. Mọi người cổ vũ kiểu đồng tình ấy, lại càng máu hơn, và em bé này cực kỳ vô tư. Khi mà mình có bé Đậu là bọn mình chưa có chuẩn bị tinh thần gì hết, và đấy là một cái tin rất là bất ngờ đối với bọn mình. Và bây giờ nhìn lại thì đấy đúng là một món quà được ban cho. Cặp đôi gia đình đẹp hoàn hảo trong từng khung hình này cùng với thiên thần nhí đáng yêu Đậu Đậu sẽ có những trải nghiệm và thử thách thú vị như thế nào? Hãy cùng gia đình Đậu bắt đầu ngay nhé! Hồi đấy là như này. Mình chụp hình ảnh siêu âm của Đậu đăng lên trên trang cá nhân Facebook. Đấy. Thì có rất nhiều người vào trong đấy comment đấy. Thì trong đấy có cái comment như là... Một vài người ấy tự nhiên lại nói là trông nhìn cứ như hạt đậu ấy. Thế sau thì tự nhiên mình nhìn vào cái hình ảnh siêu âm đấy mình cũng thấy đúng, nó như hạt đậu ấy luôn. Ngẫu nhiên. Lần đầu tiên của mình được gặp Đậu, được bế Đậu trên tay, và thậm chí không phải bế Đậu trên tay mà chỉ nhìn con ở trong phòng kiểu sinh xong rồi các em bé được đặt ra một cái phòng kính ấy, thì mình là cảm xúc lần đầu tiên của một người cha lần đầu tiên trong đời. Thì mình nhìn con mình qua cái phòng kính đấy, cái cảm giác đấy của mình lúc nào nó cũng như còn nguyên, chưa bao giờ thay đổi cả. Đó là mình rất xúc động. Mình bảo ôi, đây đứa con của mình đây, mà mình đã làm người cha rồi, mình cần phải sống khác hơn, mình phải có trách nhiệm và có nhiều thứ khác. Yêu bố không? Yêu bố không? Đậu có yêu bố không? Có. Nóng đây này, trời đang hơi nóng. Anh mở chút điều hòa cho nó mát nhá. Nào, bố mở điều hòa cho Đậu nhá. Này, eo, Đậu ơi, này. Ăn bánh đa cua hay là ăn phở nào? Ok, ăn phở. Phở, ok. Tao nấu phở nào. Đậu hẳn là vẫn còn đang buồn ngủ lắm. Mẹ Mắm đang bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Còn bố Duy trong lúc đó Đậu rất ngoan ngoãn xem hoạt hình đợi bát phở của mẹ Mắm đấy. Trông thật đáng yêu làm sao. hai bố con bây giờ xe của bố và xe của Đậu cùng đi chơi nhá. Cùng gọi là mình về quê nào. Trong lúc đó, mẹ Mắm đã làm xong bữa ăn sáng rồi này. Con hãy về quê cùng bố đi. Đừng đi chơi nữa. Về quê thăm ông bà nào. Vậy thôi, Đậu hãy đi chơi đi. Còn bố thì sẽ về quê đây. Nào, xong rồi. Đậu ơi, ra ăn sáng đi. Kìa, ăn sáng, có mì rồi, đi. Ngon lắm. Đi ăn mì đi. Thôi, để con chơi. Con bảo là để con chơi đã. Đậu đôi lúc khá là khó hiểu. Ví dụ Đậu có một cái tính như này này. Thích anh ấy làm gì ấy thì cứ nói ngược lại. Là anh ấy sẽ... Tức là ví dụ bảo là không được đi ra đấy, bảo đi ra đấy đi con, đi ra đấy được mà ngã đi con, thì nó sẽ không đi ra đâu. Còn bảo là không ra đấy ngã đấy nó sẽ chạy ra, nó bảo là... Nhưng mà thực ra đúng là thật, câu hỏi nó đặt đến thì mình cũng thấy sao mình khó trả lời thế, vì có thể là do chính mình cũng... Mình cảm thấy được một cái sự rất rõ rệt, đó là bé Đậu khá giống cái tính bố ấy. Ôi giời ơi, bây giờ mà Đậu không ăn thì bố cũng không ăn được. Bố lại đói lắm, thôi Đậu phải ra ăn thì bố mới ăn chứ. Đó. Không ăn gì? Thế bố và mẹ ăn thôi nhá. Bố ơi, ra ăn đi để con đi công viên nào. Ôi, bố ăn và giờ đi công viên đấy. Thế Đậu ở nhà, trong nhà nhá, để bố mẹ đi chơi nhá. Bố ra ăn đây, xong bố đi chơi. Đậu cũng phải ra ăn để rồi đi chơi nữa chứ. Đậu Đậu ngon kìa. Mẹ ra đói con đây nhá. Chưa? Nhưng không đói à? Hay là phải đợi đói lả ra rồi mẹ ăn? Đi thôi. Kìa. Lầy. Quả là cậu bé khó đoán thật. Không biết Đậu đang nghĩ gì vậy ta? Đậu chạy đi đâu vậy ta? Thì ra là Đậu muốn đi vẽ. Làm gì nhỉ? Mà phòng lấy đồ gì vậy? Ơi, bố mẹ đây. Cái gì? Có gì ra đây nói này Đậu. Nào, đến đây ngồi. Ăn được con. Nào, con xuống đây. Đấy, há mồm rồi. Con ở trong nó. Làm gì có gì đâu. Há mồm con bố thế nào. Ui, chả thấy gì cả mẹ Mắm ạ. Mồm Đậu không có gì cả. Vì là đói quá, không có đồ ăn, mình phải cho đồ ăn vào thôi. Nhanh lên, ngồi bên này. Ngồi bên đấy với mẹ. 10:25 mà bây giờ ông bắt đầu ông mới ăn sáng. Ông không biết à, ông này à. Ăn nhanh lên rồi tôi với ông còn đi chơi với nhau nữa. Ok. Thử thách chiếc hộp bí mật. Hả? Mở cửa xem ai bấm chuông. Ai vậy? Ai vậy Đậu? Ôi, có một cái hộp gì đây? Wow. Từ từ. Wow. Ôi. Nào đợi. Yes. Yes. Đây, bố dặn này nhá. Bố bảo này, quà này tí nữa mình sẽ mở. Đây mình chưa mở đâu nhá. Chưa mở. Đúng. Bố bảo này, bố để đây nhá. Ê, thế con nghe lời bố đi, bố nói gì với con, bố nói này, đi. Bố dặn, Đậu nghe lời bố nhá. Bây giờ bố sẽ vào để đi tắm nhá. Xong rồi bố để hộp quà này ở đây. Đậu không được mở đúng không? Đúng rồi. Khi nào mà bố quay lại thì... Khi nào bố quay lại thì... Cả nhà mình cùng mở nhá. Con nhớ chưa? Ok chưa ạ? Ok, không được mở nhá. Phải đợi bố, nhớ chưa? Nhớ chưa? Vâng ạ, chưa con? Vâng ạ chưa? Nói tầm cơ mà. Nhớ nhá. Đâu con nói tầm với mẹ mà. Ok, bây giờ bố để đây này. Tí nữa phải Đậu phải đợi bố ra rồi cùng mở nhá. Ok. Đậu nhớ nghe lời bố mẹ nha. Ngồi đây nhá. Trên này bé thế. Ngồi trông giúp mẹ nhá. Này bé, trên này to, trên này bé. Tí nữa bố ra nhớ mới được mở, nhớ chưa? Đi vào đi bố. Ok. Đi, bố mẹ cùng vào đi. Đợi bố mẹ nhá. Đợi nhá. Bố ok tắm, chưa? Bố tắm xong mình mở quà nhá. Ok. Ok, đập tay nào, đập tay nào. Sao là con chỉ nhá. Ok. Yeah. Nhớ đấy nhá. Nhớ ạ. Mình cũng không đoán được là bé sẽ mở hay bé không mở nữa. Chả biết có nghe lời không? Liệu Đậu có đủ kiên nhẫn để hoàn thành thử thách của chương trình không đây? Liệu Đậu có đủ kiên nhẫn để hoàn thành thử thách của chương trình không đây? Chà chà, có vẻ Đậu tò mò lắm rồi đây. Đậu ơi, đừng có mở hộp quà nhá. Đợi bố mẹ lên rồi mở Đậu nhá. Nhớ là bố bảo đợi bố để rồi mới mở nhá Đậu nhá. Đậu không được mở hộp quà đâu nhá con nhá. Rồi, bố mẹ mở rồi. À, đợi bố mẹ mở cùng à? Đợi bố mẹ mở cùng ra là có sữa rớt trong đấy nhá. Sữa rớt trong đấy nhá. Đậu ơi, không được mở đâu đây nhá. Trong đấy là một thứ bất ngờ mà bố mẹ còn chưa biết. Chúng ta đều chưa biết. Đừng con Nhưng mà bố mẹ bảo con đừng mở mà. Sao rất không? Đậu ơi, sao Đậu lại mở sớm thế? Ui, con còn ăn luôn nữa rồi. Ngon lắm. Nhưng mà con chưa giữ đúng lời hứa với bố mẹ là đợi bố mẹ ra cùng mở hộp quà mà. Đâu, mình cũng nhìn thấy trong không chứa cái bố đã dặn Đậu là được, đúng không? Bố đã dặn Đậu là không mở ra để xong rồi đợi bố ra mở cùng, mà Đậu lại mở trước. Đậu chả giữ lời hứa gì cả. Bây giờ mình phải mở quà nhá. Cả nhà cũng bất ngờ nè. Bất ngờ quá, bất ngờ thật sự luôn. Ai, bà hồi hộp không? Con có hồi hộp không? Như thế rồi. Nào, chúng ta cùng mở quà nào mẹ Mắm ơi. Nào. Wow. Wow. Quá. Ồ, ở dưới có cái gì nữa đây này? Cái gì đấy con ạ? Ôi, ôi. Con cái gì đây? Chữ gì đấy? Để con. Thử Thách Lớn Khôn. Ồ. Bé Đậu chính thức mà biết đọc thì là 3 tuổi đi, 3 tuổi là chính thức là đọc rất là thành thạo rồi. Không, gần 3 tuổi là bắt đầu gần 3 tuổi là bé có thể biết đọc, nhận biết được mặt chữ, chưa biết đọc dấu, đọc chậm. Mà bây giờ như bé Đậu hiện tại thì bây giờ bố mẹ cũng khá là bất ngờ vì vừa nãy con đọc cái lúc mà con đọc cái thư mới ấy, đọc cực kỳ nhanh. Chào mừng gia đình đã đến với Thử Thách Lớn Khôn. Mẹ nói to lên mẹ cho nghe rõ. Bố mẹ có thể dối theo những cái bậc kém sụp, bất cảm xúc. Nào bây giờ hãy cùng chúng tôi bắt đầu xem phim nhiều nhé. Bây đọc nhanh cả. Ok. Vậy là chúng mình đã được mời đi tham dự một chương trình con ạ. Đó chính là chương trình Thử Thách lớn khôn. Yeah. Yeah. Ok. Đây, ăn đi cho lớn khôn. Ăn xôi gấc đi. Đấy. Ok. Chuẩn bị một ít đồ. Chuyên gia tới đây. Bố mẹ này hình như là hiểu rất rõ mục đích của cái game này. Rất là thử thách con ở chỗ nhắc con liên tục. Nhắc về cái hộp quà, con không được mở quà nha. Trời ơi, đã giao cho người ta hộp quà biểu người ta giữ mà cứ nhắc đi nhắc lại là hộp quà, làm sao người ta chịu nổi. Mặc dù trước mặt của Đậu là tivi và đang có phim hoạt hình luôn nữa. Có một điều mình ghi nhận ở chỗ bé Đậu này nè, rất hay nha, biết trong hộp quà có xôi gấc và không có nói dối được. Con rất là hồn nhiên đúng với độ tuổi của con. Thử thách lớn khôn.